Tối qua, Học viện Thiết kế và Thời trang London, Hà Nội đã tổ chức triển lãm và show diễn báo cáo tốt nghiệp cho các sinh viên chuyên ngành thiết kế, kinh doanh thời trang. Các bộ sưu tập của các nhà thiết kế trẻ năm nay khám phá những chủ đề khác nhau. Đó là sự chân thực, thể hiện những quan niệm đầy thử thách về vẻ đẹp, về truyền thông xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần. Đó là thiên nhiên và cộng đồng, thể hiện những trách nhiệm xã hội và môi trường. Đó là lịch sử văn hóa, câu chuyện về thủ công truyền thống, thể hiện những thành tựu lịch sử và bảo vệ ngành nghề truyền thống. Tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2018 tiếp tục mang đến những sáng tạo không giới hạn của các nhà thiết kế trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, góp tiếng nói chung vào cộng đồng, cũng như thể hiện tầm nhìn của thế hệ đang và sẽ phát triển ngành công nghiệp thời trang.